Siêu thị điện máy Pico xin chào các bạn. Bạn mong muốn đem đến cho gia đình món ăn nóng hổi ngay tức thì và không mất nhiều thời gian, công sức. Lò vi sóng Golsan CK1104 đáp ứng tiêu chí nhanh, tiện lợi, đem lại những món ăn đa dạng, hâm nóng hay dã đông nhanh chóng. Lò vi sóng CK1104 được thiết kế hiện đại cùng màu sắc trang nhã, phù hợp với mọi không gian bếp trong nhà bạn. Bên ngoài được làm bằng lớp inox, hạn chế các sóng vi ba thoát ra ngoài, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Đồng thời, dễ lau chùi các vết bám bụi sau khi sử dụng sản phẩm. Thiết kế tay cầm tiện lợi khi thao tác đóng mở lò, bảng điều khiển bằng hệ thống nút bấm đơn giản, tiện lợi. Với dung tích 20 lít, sản phẩm có kích thước phù hợp lắp đặt và bố trí thuận tiện ở nhiều vị trí khác nhau. Sản phẩm với khoang lò lớn, bền đẹp và ít bám bẩn, giúp thực phẩm trong lò được làm nóng đều các mặt, giữ chọn được dinh dưỡng. Dung tích 20 lít đáp ứng tốt nhu cầu của gia đình từ 4 đến 6 thành viên. Ngoài ra, CK1104 được trang bị núm cơ linh hoạt, giúp bạn dễ dàng điều chỉnh chế độ ngay cả với người mới sử dụng lần đầu. Sản phẩm có chế độ hẹn giờ và chuông báo rất tiện lợi, giúp bạn chủ động được thời gian nấu nướng. Chiếc lò vi sóng này có nhiều mức nhiệt khác nhau, phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng nấu, nướng thực phẩm theo thời gian tùy ý, thông qua chế độ hẹn giờ linh hoạt. Lò vi sóng sẽ tự động ngắt sau thời gian hẹn giờ, giúp bạn tiết kiệm được thời gian trông coi. Sau khi nấu xong, có chuông báo hiệu giúp bạn dễ dàng nhận biết. Đặc biệt, sản phẩm này được bảo hành chính hãng trong vòng 12 tháng với 63 trung tâm bảo hành trên toàn quốc. Bạn hoàn toàn an tâm về chất lượng của chiếc lò vi sóng đa năng này. Nếu các bạn có thắc mắc gì về sản phẩm thì vui lòng comment ở bên dưới, mình sẽ hỗ trợ các bạn sớm nhất có thể. Cũng đừng quên ấn đăng ký kênh và theo dõi những sản phẩm mới cùng với những chế độ ưu đãi khuyến mại tốt nhất từ Pico. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.